Chúng ta đang chứng kiến nhà cựu vô địch thế giới Nguyễn Thị Thu Nhi trong màu áo của Bà Rịa Vũng Tàu. Cô sẽ thi đấu ở hạng cân 48kg nữ trong trận chung kết giải vô địch boxing toàn quốc năm 2024 tại Cần Thơ. Và đây là đối thủ của Thu Nhi, có chi đến từ Hà Nội. Round 1. Pha đòn đầu tiên tới từ đối thủ của Thu Nhi. Đây có thể coi là đối thủ rất khó khăn của Thu Nhi. Hà Nội thì rất mạnh ở các nội dung nữ, có Nguyễn Thị Tâm, Hoàng Thị Ngọc Mai. Đang cố gắng áp sát để đưa đối thủ về góc sàn. Cái tay tốt của Thu Nhi. Dành cho những ai chưa biết về Thu Nhi. Thu Nhi từng là võ sĩ của Thành phố Hồ Chí Minh và thi đấu khá ấn tượng. Sau đó đến năm 2018 thì Thu Nhi về đầu quân cho câu lạc bộ Cookie Buffalo, câu lạc bộ quyền anh chuyên nghiệp. Tại nơi đây thì Thu Nhi đã có được những cái thành tựu đầu tiên ở môn boxing dưới thể thức là chuyên nghiệp. Cô giành được đai WBO châu Á Thái Bình Dương vào năm 2022 trước dịch, rồi sau đó đến tháng 10 thì Thu Nhi đã là nữ võ sĩ đầu tiên của Việt Nam có được chiếc đai vô địch thế giới WBO. Đó cũng là một sự kiện gây chấn động với làng quyền anh Việt Nam, và cho đến giờ thì cũng chưa có võ sĩ nữ nào của Việt Nam có được chiếc đai này. Tuy nhiên có lẽ thì mọi sự khó khăn cũng có lẽ bắt đầu từ việc mà Thu Nhi giành được đai thế giới, một bước đưa Thu Nhi lên tên tuổi ngôi sao của thể thao. Cô lọt vào top 100 người có ảnh hưởng nhất của Việt Nam năm 2022, nếu không nhầm là top 50. Và có lẽ việc trở thành ngôi sao đột ngột như vậy đã khiến cho Thu Nhi chưa làm quen. Cô dính phải một vài cái lùm xùm không đáng có với câu lạc bộ chủ quản là Cookie Buffalo về tỷ lệ ăn chia tiền. Để xíu nó hết nhạc mình nói tiếp. Cái đại khái là khi mà có những cái lùm xùm như vậy giờ sau sẽ là trận đấu của Nguyễn Thị Tâm, nhà cựu vô địch SEA Games 2022, cựu vô địch SEA Games 31 diễn ra năm 2023 tại Việt Nam. Quay trở lại với câu chuyện của Thu Nhi thì bắt đầu khi nổi tiếng thì Thu Nhi đã dính phải những cái lùm xùm về việc ăn chia tiền bạc với câu lạc bộ chủ quản Cookie Buffalo. Chính điều này đã làm cho Thu Nhi bị mất tên tuổi và cô cũng phải lo để khắc phục những cái hậu quả từ cái việc này. Và sau đó rồi Thu Nhi rơi tự do, cô về đầu quân cho Cần Thơ với hy vọng có được tấm huy chương vàng đại hội cũng trong năm 2022. Và đoàn tụ lại
lại với huấn luyện viên cũ là Phạm Ngọc Thanh Hải. Phạm Ngọc Hải thì nói như tuy nhiên thì tấm huy chương này đã không thành hiện thực, và sau đó thì Tô Nhi ẩn mình với đội tuyển quốc gia nữ tập trung ở phía nam, cũng không có quá nhiều dấu ấn. Ngoài ra thì trong các năm tiếp theo, 2023 và 2024 thì Tô Nhi đã sang đầu quân cho Vũng Tàu, và nay chúng ta có thể nhận thấy là Tô Nhi đang thi đấu cho đội tuyển quốc sinh của Vũng Tàu. Phong độ Thu Nhi không quá ấn tượng với mình. Không biết với mọi người sao, nhưng mà với mình thì với những gì đã đạt được thì Thu Nhi đã gần như là đánh mất tên tuổi cũng như là bản năng của cô trên sàn đấu. Cô không còn là những đối thủ đáng kể như những mùa trước đó. Trước một bác sĩ của Mexico.
kết cục thì cũng không được như mong muốn. Thì Nhi đã để thua chênh lệch. Đáng mừng là trận đấu đó thì Thu Nhi cũng đã trụ được 10 hiệp chứ không phải là trận đấu kết thúc cho con. Sâu vào. Tuy nhiên thì ngay trận đấu này thì cũng có nhiều khó khăn cho Thu Nhi khi mà đối thủ của cô có thả tay dài hơn. Con quạt từ một điểm cho Thu Nhi, như vậy là gần như không có bất ngờ. À không, phải nói là bất ngờ khi mà người từng vô địch thế giới đã để thua một võ sĩ trẻ của Hà Nội. Nhưng mà không bất ngờ khi mà mình chứng kiến từ đầu trận đến cuối trận. Đòn tấn công chính xác hiếm hoi của Thu Nhi, trận đấu còn 10 giây. Là cũng khó khăn cho Thu Nhi. Nỗi buồn của Thu Nhi, cô đã biết là mình thua. Và sau trận đấu này sẽ là trận đấu của Nguyễn Thị Tâm. Đây, Thị Tâm này, mọi người đợi xíu nha. Kết thúc cái vòng quay này thì mình sẽ phát Nguyễn Thị Tâm. Rồi kết thúc thắng cuộc là